Trong hai năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện không? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Là mấy ngày sau? Dạ đúng rồi, sau một tuần. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngẹ, vợ là tân là khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Xin chào hai em. Một cặp vợ chồng rất là đẹp đôi. Cái miệng phu thê đó. Cái miệng rất là phu thê, cái mũi cũng phu thê. Cái đôi mắt hơi khác khác. Không, hơi cặp khác phu thê luôn. Khác là tại vì bạn này đeo kiến thôi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và toàn thể vị khán giả. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà món Tây hay món ta? Dạ, em làm món Tây. Bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nha. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ, em làm ở dưới Sun Gold Harmony. Rồi, còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương không ạ? Bán bánh luôn. Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ, bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong Sun Gold ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, là học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên online rồi. Luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là phi xí. Vậy là nguyên đi, anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau. Em mới lướt Facebook, vô Facebook của vợ em. Em mới bị hớp hồn á chị. Cái lý do? Là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm, không có gì hết. Mà nói nhiều muỗng bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới chưng diện lên hết hồn. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là cua vợ. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu, có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho bạn của em. Tôi tức quá, là một cái người bạn đó giới thiệu này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi mình lần đầu tiên gặp mà không có thích nhau. Không có thích tại vì nó uống bia. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh. Được cái là cái mặt đẹp trai thôi. Còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm. Em tưởng là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em. Ảnh lo nói chuyện với cái anh đó không. Mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Thì nhưng mà lần thứ hai là bạn đã có cảm tình với bạn này chưa? Chưa. Hay là vẫn cái cảm giác cứ bình như thường vậy? Để em tán tỉnh cổ bằng cách nào? Thì em cũng là bình thường, không có vồ vập. Nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn, bệnh thì em mua thuốc. Dạng mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu có giống anh Bin. Anh Bin là đúng hả? Lắm. Chứ còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này. Mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây, là bắt đầu Lệ có sao không, Lệ có bị gì không. Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy? Tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản chứ em không là không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng em làm bạn gái anh nha. Lúc đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ. Xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tôm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua. Ông nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình. Ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im. Em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hơn là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Khoảng gần 4 tháng sau 1 tháng nữa đó đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm.
Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tối thui à. Mới là chạm môi cái là ôm, em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á. Đó, dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ, dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. À, giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Quá giỏi quá vậy, rồi. Nhưng mà lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau? Tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ. Em thì không có ba, em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó. Nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mà em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu. Trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi. Thì em mới nói là anh ơi, anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới. Em không có muốn mà lệ thuộc cho gia đình anh nhiều quá. Thì anh nói là anh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều. Thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường. Xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy vậy này. Lửa không? Đắp biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe. Không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha. Coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đấm vô xong rồi sao đi về đi. Đấm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi lại. Chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi. Chở anh đi, anh nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa, sao lái xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất. Trước khi cưới, đúng rồi. Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở cái khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào, thường là em nóng tính. Nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Trời, về đãi bên nhà ảnh, em ngồi em rửa chén gần chết luôn. Xong rồi lên đuối quá, hai chồng lo ngồi đếm tiền xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng. Ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi. Tới cận về đây mới có đêm tân hôn. Là vậy mấy ngày hả? Sau, gần dạ, một tuần mới gần có đêm tân hôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng, vợ em là tân mà. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng sao? 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn. Tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường. Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai được gần 3 tuổi rồi chị. Như vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm và tâm lý là hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? Để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình á mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em bị cái là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà á là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu bộ là đồ bộ dưới quê ngoài chợ á. 100.000 2 bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ luôn. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á, quay nhìn qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tụt cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ông ngoại đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng mấy cái đồ mà ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á, tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la. Vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Nhưng mà không thử
mua một bộ very sexy về tặng. Tiền em giữ. Mỗi lần là lâu lâu cái vợ ơi anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền ra mua. Thôi khỏi luôn đi. Cái này chỉ có mặt ngủ mà đâu ai thấy đồ lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều gì mấy cái là quần áo nữa. Em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó. Không biết để làm gì. Con người ngay rồi lại khóc. Mẹ nghéo với em. Với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á giỡn với con vậy á. Mấy cái lỗ tai cái đưa vô lỗ mũi em. Thúi ơi thúi luôn, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Sao em là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em? Nói chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng lên em mới làm. Còn chuyện ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng da thịt mà mát mát xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân. Đừng mặc thôi. Đồ bà ngoại đúng không? Yeah. Thôi chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà anh không đi làm nha là anh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai nữa là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là sẽ tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái là không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng mà em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu ôi thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à, ảnh mà đồ ăn ngon á chị biết không, ảnh húp sạch sẽ luôn, ăn mà cầm hút luôn vậy nè, chút sột soạt xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết, khỏi phải rửa chén. Đồ có ghen không? Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha, còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn, thì có ba đứa con gái với hai người con trai. Em nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng một tuần mới cho em đi á nha. 5:30 em mới tan ca, tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ, bưng nồi lẩu ra là 6:30 rồi. Em mới gọi điện cho ảnh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về à, là anh xách xe lên đó liền luôn á. À, từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen không? Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper, nó ghen với shipper đó. Bởi vì á, là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á. Ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Ổng bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường. Thôi mình trưng diện làm gì trời. Bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. Rồi dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ vậy nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường ngày gọi đầu. Coi như một tuần gọi 3-4 ngày cho anh. Để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích miếng tiền ra đi, chơi đi nha. Rồi, chúc cho các em luôn luôn vui vẻ và luôn nhìn thấy được ở cô ấy có một sức hút mạnh liệt. Thôi, rồi, xin chào các em, chúc các em hạnh phúc. Dạ, dạ. Hai chị em trong một nhóm. Dạ nên em không có đề phòng anh ấy, chỉ đề phòng ba anh kia thôi. Thôi vậy à. Sao rồi? Má không nhìn má. Không nhìn má. Lúc đó em bỏ mặt ra. Em nhớ. Lúc đó dạ em, chị chớ mắt gì đây nè. Giống như ngạc nhiên á, xong rồi cứ như con gái mà 18 tuổi nghe thẹn, nghe thẹn tụt mặt vô cái gối nè. Cái em mất cười, em cười, em chạy xuống dưới luôn. Chào cặp vợ chồng trẻ. Hai bạn có thể giới thiệu tên của mình. Em thì người gọi em là Masu. Masu. Vợ em thì là Seri. Em tên Seri luôn hả? Dạ không, cái đó là cái nickname của tụi em. À, nickname. À, chị muốn là tụi em giới thiệu tên thật cơ. Dạ, em là Nguyễn Minh Hiếu, nay em 25 tuổi. Em điện đang là kỹ thuật viên của công ty truyền thông. Còn em là Quỳnh Như, năm nay em 25 tuổi, em đang là nhân viên marketing. Hai bạn là tôi thấy là rất quen quen, như tôi đã gặp ở đâu trên truyền hình thì phải, đúng không?
Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhớ rồi, nhớ. Dạ dạ. Thì em kết nối trái tim đúng không? Dạ. Ủa, vậy là lấy nhau là qua chương trình đó luôn hả? Dạ. Đó. Ôi thôi kể đi, kể kể đi. Lúc đó là các bạn yêu nhau làm sao? Chương trình á là sẽ đón từng thành viên lên xe. Thì em là nhân vật cuối cùng. Lúc đó thì trời mưa mà để em ở ngay phà, nên lúc mà mấy bạn mà đi lại đón em á thì chỉ toàn mảo mưa không à, nên không có biết mặt ai với ai hết á. Lúc lên xe mọi người mới tổ chức một trò chơi tập thể, thì lúc đó em với lại chồng em ở chung một nhóm, em lại bóc chúng những cái tiêu đề giống như là thẩm mỹ nè, là đẹp nè, thời trang nè. Anh ấy lại hay giỡn giỡn là nói này thế nọ, nên lúc đó em nghĩ anh ấy chắc giống tụi em. Giống tụi em mà sao? Hai chị em. Hai chị em. Hai chị em trong một nhóm. Dạ nên em không có đề phòng anh ấy, chỉ đề phòng ba anh kia thôi. Thôi thôi, vậy à. Lúc đó thì em có thấy được cái điều nghi ngờ trong mắt của vợ em không? Tôi nói là cái tưởng là vợ mình thấy mình cũng cao to này kia, cũng thấy mình đẹp trai tí phái phái mình. Có đẹp trai không? Có đẹp trai không? Không, em phải nói chính lại là lúc ấy anh ấy không có cao to, chỉ cao thôi. Cao thôi chứ không có to. Không to. À, vậy là không lúc đó ốm. Mà mặc quần mà ống rộng rồi áo sơ mi thì em nhìn sao sao. Vậy thì trong mắt thì sao? Anh nghĩ rằng là em thì lúc đó thì không có cao to như bây giờ. Vậy thì cái lúc đó thì vợ của em có xinh đẹp như bây giờ hay không? Vợ em thì nói chung là từ lúc gặp đến lúc mà cưới, nói chung em sai lầm thôi. Sai lầm gì? Sai lầm gì? Sai lầm là tại vì sao em gặp vợ em sớm hơn. Chị nhớ cái chương trình đó là gì nè, chị thấy em khóc rất là nhiều đó. Thậm chí anh cũng rất ấn tượng em, sao này nó bự cô, sao nó khóc hoài vậy? Đó, đó. Không, tại đó là cái chiêu. Tại vì mình phải là khổ nhục kế. Tại vì bốn người con trai trên xe luôn mà. Mình phải làm sao mà gây ấn tượng. Cười cũng cặp cười rồi mà cũng không ấn tượng nhiều. Không, trời ơi. Thôi cái gì vậy? Trời ơi, lý do gì mà nó khóc nhanh được hay ta? Đừng có nói với anh là em mua cái chai thuốc nhỏ mắt nha. Lần đầu tiên á mà em thấy Masu khóc á, em có cảm giác như sao? Là cái lần mà tụi em làm công tác xã hội ở trên biển Hồ bên Campuchia à. Lúc đó chia tay mấy em đó thì từ lúc đó em cũng hơi xúc động, em cũng có khóc. Nếu như mà em trốn ra ngoài em khóc. Cái trường học biển Hồ nó nằm trên cái tàu. Để mới ra em ngồi coi tụi nó chèo cái ghe về. Vì đứa có cái ghe mà bị lủng luôn á, nó vẫn vừa chèo mà vừa tét nước. Thì em thấy tội nghiệp, cái nãy cái giờ cũng buồn buồn, ngồi khóc tí. Vô tình cái khúc đó là máy quay lại quay cái cảnh mà mấy em học sinh đi về thì bắn em luôn. Thì tự nhiên cái ai cũng khóc của mình em lên. Thế nói nghe nè, cái hành trình đó là các bạn ở chung với nhau bao lâu? Dạ, gần 2 tháng. Vậy thì lúc nào là cái lúc mà nảy sinh tình cảm? Chắc lúc gần. Rồi có hôn luôn lần đầu tiên ở tại chương trình không? Tại chương trình em không có hôn. Hôn mà phải có máy quay này kia rồi. Thì lúc đó tụi em mới từ Campuchia về ở Phan Xích Long mình đây nè. Lúc đó bê đồ lên khách sạn, lên phòng giùm. Thì lúc đó là mấy anh quay phim, ảnh cũng mới về cũng mệt. Tranh thủ cắt máy quay, sạc pin đồ. Em sạc đu lên trên phòng. Cái cô này vừa lên phòng, cô nằm e xuống dưới giường vậy nè. Cái em mòn mèn nhè bên giường, cái em hôn vô mắt. Lúc đó em bỏ mặt ra. Chớ chớ mắt gì đây nè. Giống như ngạc nhiên á. Xong rồi cứ như con gái mà 18 tuổi nghe thẹn, nghe thẹn ụp mặt vô cái gối nè. Cái em mất cười, em cười, em chạy xuống dưới luôn. Rồi còn lần thứ gì sao? Cái lúc đi hành trình á thì cũng tới một thời điểm nào đó thì bạn nam buộc phải tỏ tình với bạn nữ á, mà em nói là em muốn đi tiếp nếu mà anh ấy đợi được em hay cho em thời gian để em xác định tình cảm á, nhưng mà anh ấy hình như đợi không được. Cái anh ấy mới nói là anh ấy sẽ tỏ tình với em, nhưng mà anh ấy không có nói ngày chính xác, mà em chỉ giống như linh cảm của mình là biết còn 1-2 ngày tới nữa. Thì cái lúc đó em nghĩ là thôi mai mốt gì đó Masu cũng rời hành trình rồi mà em ở lại hành trình, nên ấy cho anh cái hôn nhỏ là cái hôn nhỏ hai cái giờ chủ động hả? Rồi về quê rồi. Hồi nãy giờ thì thấy hai bạn chia sẻ với nhau về những cái kỷ niệm về nụ hôn. Thì bây giờ hỏi nè, cái lúc mà em tỏ tình lúc đó có khóc không? Khóc luôn, em khóc nhẹ em chưa lúc đó, mà lúc đó có kết giả không? Không, có thiệt mà em khóc. Ủa sao tỏ tình lại khóc là sao? Dạ, tại vì tối hôm đó mình phải cách ly. Trước đó em biết vợ là muốn đi tiếp. Cái em về thì biết 99% là về mình rồi. Buồn thì cũng khóc nhiều.
Tới sáng sớm cái anh ekip anh vô anh kêu em đi ra. Tự nhiên anh nói thôi đừng có buồn, tự nhiên tôi bảo em khóc. Em khóc từ trong khách sạn, từ khách sạn ở ngoài Hà Nội đi ra một cái đường gốm sứ á, rồi đi ra ngoài tới cái hồ Tây khóc nửa tiếng trên xe á. Ai nói em cũng đến. Nhưng mà em nói anh Thuận nghe, nếu mà anh Thuận là người ngoài á, anh nhìn anh Thuận với chị Vân mà nhìn cái tình cảnh mà hai người đàn ông mà đi trên lầu xuống mà người đằng sau có khóc hổ hổ. Mai mốt nhà em mà cúp nước là không có sợ rồi đó, đúng không? Nửa tiếng đồng hồ đủ sức cung cấp nước. Mà anh vừa khóc mà anh cứ nói dắt em bị bỏ, dắt em bị bỏ rồi mà thử ra anh chị mà nhìn vô hai người đàn ông, người cứ ráng người cứ kêu đi của người ra một cúp nước em bị bỏ. Mà em thấy cái tình cảnh đó rồi, em thấy cái tình cảnh đó rồi, em có nở, em từ chối. Lúc đó em không biết, tại em chỉ tưởng tượng vậy thôi. Em cũng bị cách ly một khách sạn khác thì em đi ra em gặp thấy anh ấy ngồi ở đó. Lúc đó em ngồi đó khóc thì em quay cái mặt bờ hờ khóc này. Xong mấy anh mới khuyên trọng mới nói bị bù rì tay sao á, thì lúc về có kể cho em nghe là đó là tao tưởng là mày nhảy xuống dưới đình kêu thằng Thanh tháo một bữa cho chùa. Vậy nhưng mà dạo này chị thấy là em đúng là em có bự hơn rất nhiều so với cái lúc mà chị xem cái hành trình kết nối trái tim á, đỡ chăm tốt quá mà đúng không? Dạ em chăm em lên được 20 kg. Vậy là chắc là cũng là dạ. Nhiều lắm đó. Lúc đầu thì trên hành trình em có 73-75 kg rồi. Còn giờ? Dạ, 93-95 kg. Vậy thì em có thể kể đi một cái quá trình mà em có thể nuôi chồng em từ 70 mấy kg mà lên 93 kg. Hồi lúc đi trên hành trình mới mấy ngày đầu thì anh còn nhường em ăn, mấy ngày sau anh nói em chắc mà ăn không nổi, anh ăn giùm em không? Vậy đó hả? Rồi sau cái hành trình đó có lên ký không? Thì sau hành trình em cũng lên 5-6 kg rồi, về thì còn lên ký nữa. Rồi trong lúc mà em quen với ảnh rồi, em có dẫn ảnh về nhà giới thiệu? Dạ có. Thì trong lúc mà lên ngồi ăn cơm ảnh có khép nép không? Dạ thật ra thì nhà em có nuôi hai con chihuahua nhỏ xíu nó ăn thì cũng ít. Thì đến cuối ngày á thì mới cho hai con cưng nó ăn. Mà từ ngày quen anh thì mỗi tối anh đi làm về á thì anh ghé nhà em và anh ăn hết luôn hai con đó. Trời ơi. Cho nên là bị hơi ghé chứ không ghé. Ban đầu á chắc lẽ là trước đó thì Masu mỗi lần chơi những ngày đầu thì chắc là mấy con chihuahua nó còn chạy ra không mà sau này từ bữa đó gặp Masu cái nó còn chị hỏi thiệt nha, em á chị thấy trong cái chương trình là em khóc rất là nhiều lần, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng mà đến với nhau rồi đó, em mấy lần em phải khóc gì cổ? Vợ chồng em sau khi về quen nhau có một câu châm ngôn như vậy: mọi thứ không tự động mất đi mà chuyển từ người này sang người khác. Thì trên hành trình em khóc mướn nhiều á, về tới vợ mướn lại em nhiều. Hôm nay rất là tình cờ gặp hai bạn ở đây, đã biết các bạn ở trên cái chương trình đó rồi, rồi lại thấy là các bạn đến với nhau trong cái tình cảm vợ chồng như vậy á, vui ghê lắm. Bây giờ á, có điều gì á mà cảm thấy rằng còn chưa hài lòng về nhau không? Là sau khi tại vì hai bạn này ngộ hơn những cặp đúng khác vậy. Là như vậy nè, các bạn đã có một cái sự tìm hiểu cặn kẽ về nhau ở suốt cái quá trình mà đi tham gia, biết về công tác xã hội, sao ứng xử của đối phương của mình đối với xã hội, đối với mọi người, đối với những hoàn cảnh tất tần tật mọi thứ, không có cái gì mà giấu nhau được nữa. Rồi sau đó bây giờ lấy nhau được một thời gian cũng lâu rồi mà vẫn còn hạnh phúc như vậy á, nhưng thấy là rất là hay á, giống như là chuyện trên phim vậy đó. Nhưng mà đương nhiên là trong cuộc sống gia đình sẽ có những cái điều mình còn chưa thỏa mãn hết. Đúng vậy. Thì nhân cơ hội này đi, cũng là một chương trình rất là thực tế đây nè, góp ý thẳng thừng cho nhau đi. Nhưng mà giờ em thì cũng nhõng nhẽo lắm, lúc chương trình không có đâu. Còn giờ nè, cái anh ơi, tôi thì muốn đi xem phim mà không nói thẳng vô đi xem phim đâu, nói anh cứ coi cái này chưa, anh cứ đi một cái vòng tròn để về đúng chủ yếu để em chạy về hành vi xem phim. Có nghĩa là em muốn vợ em nói thẳng vào vấn đề chứ không đi vòng nữa. Thế thì còn ở Siri thấy chồng mình điều gì cần phải thay đổi? Về tới nhà là anh cứ chơi game mà, hoặc là đánh chứ là anh chơi, em cũng cảm thấy khó chịu, em cũng có nói. Ngoài mấy game còn mấy gì khác? Anh cũng mê ngủ nữa. Bình thường á mà ảnh đang ngủ á mà con anh khóc là ảnh nạt con rồi. Trời ơi, giống em. Ổng có, tại vì em chăm con xong rồi đêm nó khóc mà ảnh tầm ngủ ngáy hồ hồ em tức chị. Cái em phải la con em cho con nó khóc hơn. Cái ảnh thức dậy em chăm con em đi ngủ. Trời ơi, xài chiêu nữa. Không mà, hai vợ chồng em cứ tối con nó khóc mà ai mà đang chăm á làm sao cho con khóc lớn lên nữa. Trời ơi, cái người ngủ á thức dậy cái xót cái đó, đứa đây em chăm, cái hoặc là em vậy đó, đứa đây em chăm em đi ngủ đi, cái dành chăm
cái người kia nằm ngủ sẽ lai luôn. Thôi thì anh nghĩ là hai đứa phải nên, người này không chăm con thì người này cũng phải lo chăm con chứ. Có đi đâu mà bây giờ chọc cho đứa con mà nó khóc lên như vậy, đúng không? Em chỉ chọc có hai lần rồi, còn anh chắc chọc cả chục quá. Thôi bỏ đi nha, bỏ đi, bỏ đi, cái đó không có được. Không nên, đó. Không nên. Bỏ đi. Và anh nghĩ em cũng bớt chút xíu ha, bớt nhõng nhẽo đi chút xíu. Có cái gì muốn yêu cầu thì đi thẳng vấn đề, đừng đi vòng vòng. Masu cũng vậy, bớt ngủ đi chút xíu, bớt chơi điện tử chút xíu để mà lo con nhiều hơn, đúng chưa? Thực ra thì chị thấy rằng hai đứa em là một đôi rất là dễ thương, dễ thương từ ở hành trình kia. Bây giờ khi gặp các em ở đây, chị thấy là cái dễ thương nó vẫn còn y xì như vậy. Và chị nghĩ rằng cái việc mà hai đứa còn có những cái càm ràm về nhau á, nó là một cái tiểu tiết rất nhỏ, xíu xíu thôi. Riêng cái chuyện á, mà chọc làm sao cho con khóc là tuyệt đối với bọn cả hai vợ chồng luôn, nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai đứa đã đến với chương trình. Xin cảm ơn hai bạn Masu và Seri. Hai anh chị, mà hai anh chị giới thiệu về mình. Em tên là Đặng Hoàng Anh, người ở Sài Gòn, đang ở Gò Vấp, nghề nghiệp là lái xe. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay 45 tuổi. 45 tuổi. 45 tuổi. Rồi, mời. Dạ, em là Tôn Nữ Hương Xuân, năm nay em 39 tuổi, nghề nghiệp em là kinh doanh tự do. Tôn Nữ Hương Xuân là chắc là gốc là Huế. Huế. À, gì đó hả? Dòng họ vua chúa. À. Có nói được miếng tiếng Huế nào không? Mất gốc luôn à. Hai vợ chồng là lấy nhau là được bao lâu rồi? Dạ 21 năm. Mới hấp hôn hồi năm ngoái. Hai chồng là mấy cháu rồi? Dạ hai cháu, một đứa 20, đứa 8 tuổi. Cách nhau gì mà xa dễ sợ vậy đó hả? Đứa lớn thì ở chung hai chồng. À. Đứa nhỏ ở Bình Dương. 6 tháng là bà ngoại bắt về Bình Dương bà ngoại nuôi tới. Bà ngoại cưng quá hả? Dạ. Như vậy là cái đợt dịch này là chắc có lẽ là không có gặp con suốt. Có gặp nhưng mà không có được ôm. Tại sao? Tại vì em đi làm từ thiện, em đi lên tới đó được. Tức là hai chồng đi làm từ thiện rồi cũng đi lên từ hai vợ chồng tự làm, tự mở nhóm. Các bạn có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc thiện nguyện của hai vợ chồng trong cái mùa dịch vừa rồi? Tụi em là bên nhóm của bạn hữu đường xa. Em là trưởng nhóm của bạn hữu đường xa Sài Gòn. Tất cả là anh em đều là tài xế. Mới đầu là chỉ có hỗ trợ trong nhóm Sài Gòn thôi. Thì sau này thấy bà con khổ quá. Thì có em ruột của mình là Đặng Hoàng Nhân. Nó mới đứng ra nó hỗ trợ, tức là hỗ trợ về mặt tạo ra một cái nhóm hội thiện nguyện Sài Gòn. Thì mới đi hỗ trợ cho những cái bà con bị cách ly, những bà con bị phong tỏa, những cái khu phòng trọ không có việc làm. Thì xin mạnh thường quân được cái gì thì mình hỗ trợ lại được cái đó. Trước từ đầu mùa dịch tới giờ là 4 tháng. Hiện bây giờ vẫn còn hỗ trợ nhưng mà hỗ trợ tại kho. Bà con đi được, bà con tới lấy. Vậy là tụi em đã lấy nhau được 21 năm rồi. Dạ. Còn nhớ lại được cái thời điểm mà lúc đầu tiên mà mình thấy mặt nhau không? Dạ, em làm quản lý bia máy lạnh, có 3 bàn thôi. Ở Phú Nhuận á, chủ là em bà con, mình đứng quản lý giùm, tính tiền, coi xe, coi cậu, coi nhân viên. Thì nhân viên nữ chỉ có shopee cho khách đánh thôi. Bà xã tới nhận. Tới xin việc. Em không nhận. Em không. Ủa, nhận. Tại sao vậy? Tại vì nó nhỏ con quá, thì bắt mắt chứ người khách, nói câu khách được khách. Thì bữa cũng ráng lì 2-3 ngày sau cũng quay lên gặp chủ nhận. Lúc đó Xuân là bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó em mới có 10 mấy tuổi à, nhưng mà tại vì cũng tính hiếu thắng á, thì có nhỏ bạn làm trong đó thì em làm chỗ khác. Khi kêu em á là đi qua đây làm chung, có cái thằng quản lý này thấy ghét lắm. À, là ông này đúng không? Dạ đúng rồi. Lại lúc đó tóc thì lúc nào cũng hai mái mà rủ con trai mà tóc mỏng trường đó, mái đan trường hồi xưa mà phải chấp nhận cho người ta chứ. Theo thời chứ. Em nhìn qua thì em cũng ghét thiệt, mặt nhìn lấu cá đã vệ sinh rồi không nhận nữa là càng ghét thêm. Đúng rồi, lôi chôi lúc chốc rồi kiểu ra vẻ là phân biệt chủ cả này kia, là không có hòa đồng với nhân viên á. Bạn em mới nói tao cua này không được, mày vô mày cua được thì tao thua mày chầu ăn. Thì mình nghĩ là bản lĩnh của mình hồi nào giờ, ví dụ như đi làm ở đâu chưa bao giờ bị từ chối. Và cũng chưa bao giờ mà thí dụ như mà để mà dạng như cái mắt đàn ông mà chê hay này kia nọ. Nói chung là lúc đầu thì cũng rất là ghét. Đi vô xin việc không nhận luôn. Không nhận thì lần thứ ba là khi gặp được người chủ. Em bà con của ông này. Đó. Rồi cái ông em bà con nó nhận cô này. Đó, còn ông này là cho cô này rớt từ dòng giữ xe. Coi thường người ta dễ sợ không? Khi mà em đi xin nhận rồi đó, em ra ngoài còn nghe cái giọng của ông nói, mà ông nói chứ em nghe từ đầu em đã không nhận rồi mà chị còn nhận chi nữa. Đó, chị nhận thì chị làm gì làm em biết. Cái người vậy đó mới nói chứ, ủa thấy con bé này dễ thương mà sao tự nhiên không nhận? Thì nó nhìn không dễ thương chút nào. Trời ơi, tự ái chứ em đúng không? Rồi sau đó chắc có lẽ là hận lắm đúng không? Dạ.
khi mà em đi làm á, là cái mục đích đầu tiên của em không phải kiếm tiền. Đúng rồi. Mục đích em đầu đang tiên làm chỗ khác rồi. Thì đó thì bởi chị mới nói là khi em bước chân vô cái pizza máy lạnh đó là bây giờ mục tiêu của em không phải kiếm tiền mà là kiếm người, đúng không? Dạ đúng rồi. Kiếm chuyện. Như Hảo Thắng là nghĩ là để quen cho bằng được rồi thôi chứ không có nghĩ là chơi qua đường rồi bỏ đó. Rồi sau đó là ổng có coi như là ổng có để ý em không? Thì nói chung là những lúc không có khách á thì cái tâm sự này kia nọ thì em làm đâu cũng khoảng 2-3 tháng em nghỉ. Ủa nhưng em... ngày nào sao không mưa người ta mà đi tâm sự với người ta là sao? Tâm sự là nói về công việc thôi, hỏi thăm ở nhà không, đâu. Khoan xíu xíu, ở chỗ pizza đó là rất nhiều nhân viên nữ. Đúng rồi. 2-3 đứa. Đó, có nghĩa là tâm sự hết với các cô hay là thì... chỉ tâm sự riêng với bà này? Em làm ca đêm. Ca đêm mới dễ dạ, tâm sự. Em làm ca đêm. Đó. Thì, đến lúc nào thì bắt đầu em mới để ý con bé này? Nói chung là cũng không có để ý. Tại vì xong là cái quán pizza đó làm được mấy tháng là quán pizza nó sang quán qua đổi hình thức kinh doanh. Tức là làm ăn không có phát triển nữa thì mới đổi hình thức kinh doanh. Chuyển qua làm quán nhậu, quán ăn gia đình. Đó, nên thì em nghĩ em không làm nữa. Thì mới là vợ nghỉ, bà xã nghỉ, bà xã về nhà. Cái buồn buồn lục cái số điện thoại điện thử coi. Tới nhà chơi coi sao. Thì lên tới nhà chơi là mình cũng đâu có biết là có bạn trai rồi hay là đang giận bạn trai gì đó, thì mình kệ nó, hốt được thôi. Đó chủ yếu là vậy thôi chứ cũng không có gọi là yêu đương gì hết. Nhưng mà lúc đó anh có bồ chưa? À lúc đó cũng có bồ rồi nhưng mà cũng muốn kiếm thêm gì đó. Thanh niên mà vậy nó mới nghĩ là giống như là các em dễ dãi á. Nhưng mà ý chị muốn hỏi vậy nè, khi mà hai người á bắt đầu chạm mặt nhau ở cái quán pizza đó thì từ lúc nào em bắt đầu là không, tức là có cảm tình với cô bé này? Không có cảm tình sao tâm sự? Thì nói chung là ví dụ như không có khách không phải là thì yêu đương nói nha, chuyện dạ là, đúng rồi nói chuyện bu vơ này kia là tối không ai nói chuyện cái đâu rồi nói chuyện bu vơ vậy thôi. Dạ, chứ... bắt đầu là ghét mà giống như em là em ghét bạn này. Dạ, rồi em từ lúc nào mà. Ghét là chị không có tâm sự đâu, nhưng mà từ lúc nào á mà em bắt đầu đưa ra chiến lược là phải cua đó, thì từ lúc nào á là em cảm thấy là em thích thiệt chứ không phải là em cua cho bỏ ghét? Không, thích thiệt rồi chắc sau này rồi có con rồi em mới thương. À, trời ơi, chưa thương mà đồng ý lấy người ta luôn. Không phải, 6 tháng cưới là tại vì do em thích mặc đồ cô dâu, thích được đeo vàng. Trời, bà muốn phương luôn mặc thử đồ cô dâu coi làm sao. Trời rồi ơi, mới lấy ông này làm mô hình, làm chú rể. Một cái lý do nó hết sức là coi như là lãng mạn đó, coi như là lãng mạn mà thành ra lãng nhách đó. Là, nhưng mà em có biết cái ý thích của vợ em lúc đó không? Vậy không, nói chung là nó quen cái 6 tháng là đám cưới luôn. Tại vì một phần nữa là có em bé rồi nên buộc phải cưới. À, bác sĩ báo cưới. À, bác sĩ. Không, vì là có câu chuyện này nó lắc léo lắm nha. Bây giờ bắt đầu mình quay lại cái cột mốc mà có nghĩa là ông này ông lục điện thoại. Rồi lục điện thoại và tìm thấy con bé này xong rồi lên như là coi như để nhớ bé luôn. Mà lúc đó ông có người yêu rồi, bà này cũng có bồ luôn. Em có bồ không? Lúc đó em có bồ không? Em đang có bồ mà đó. Và em vẫn thương mà, tại mối tình đầu giữa hai người là đều mối tình đầu hết. Rồi đến khi nào thì cả hai coi như là tan vỡ với cái người yêu của mình và coi như là chính thức là quen nhau? Nói chung là không có tan vỡ. Cái người mối tình đầu của em là không có chấp nhận cho em quen người này. Đó, rồi nói em là lấy người này là sẽ khổ, rồi không có biết lo. Ủa rồi sao không lấy cái ông mối tình đầu mà lấy ông này chi? Thì nói chung là lúc đó em nhỏ mà em ghen tuông, rồi với cái người em gái của người đó là em gái bà con mà dạng như không có giữ khoảng cách. Cứ mỗi lần lễ lọc hay bất cứ cái gì á, cứ là chạy lên là anh em là cứ là mừng rồi ôm nhau đi đâu, cứ tự nhiên cũng na theo. Đâm ra mà bằng tuổi nữa thì em không chịu, em nói cảm thấy nó sao sao á. Rồi mâu thuẫn. Dạ em mâu thuẫn, rồi nói chung là nhiều khi lên cái hai anh em cứ ở chung một phòng vậy đó, mà trai chưa vợ gái chưa chồng mà chỉ bà con thôi, mình đâu biết như thế nào. Mà cái anh cũng nói là em này kia rồi tào lao này kia nọ, anh em trong nhà mà tại sao có những suy nghĩ đó này kia tùm lum la. Rồi anh nói là anh dạng như không phải chia tay, anh nói là để cho em lớn để trưởng thành đó. Thì quen cũng hứa hẹn là tới 22 tuổi mới làm đám cưới. Đó thì cái em cũng nghĩ là quen nè, về em cũng có nói mẹ mà nói trời sao con ghét cái thằng quản lý ở trên con quá. Đó mẹ cứ hỏi thằng đó bao lớn mà mày ghét, cái nói chứ mà làm gì mày ghét, nó con cũng biết sao con nhìn mặt nó con không ưa.
đó. Con nói chung là con nhìn mặt nó cũng không ưa chút nào hết đó. Rồi nó bao lớn mà bị cứ ghét. Nó thì cỡ bằng anh hai á, là tại anh hai ở nhà cũng bằng tuổi. Thì kệ nó làm gì làm, con làm con cứ làm, có gì đâu mà ghét. Nó mà con biết sao con nhìn mặt nó không ưa chút nào hết, cứ về cứ hay nói mẹ vậy đó. Cái mẹ cũng kêu là hôm nào á đi làm chở mẹ đi thì phải coi coi mặt nó ra làm sao. Thì... trường hợp này là điển hình của sự ghét của nào trời trao của nấy á, đúng không? Nói đó. Còn em sao? Thì nói chung là em cũng muốn là giống như là quen chơi vậy thôi. Ai nhờ thì bác sĩ báo tin thì buộc phải luộc làm đám cưới luôn. Không, nhưng mà cái lúc mà em quen chơi vậy em vẫn còn quen cái cô bồ đầu vẫn tiên còn quen, nhưng mà cô bồ đó vẫn ít có gặp lắm. Ít có gặp mặt lắm. Tại sao? Cô đó ở xa hay gì? Không, cũng ở gần đó thôi, nhưng mà bà này không có nói, không có thương mình mà cứ đi theo dõi không. Đi theo dõi hỏi coi đi đâu sao đi về sớm, đến nhà chơi sao về sớm. Tức là em ghé nhỏ bồ cũ thì chơi đi kiếm xong về thấy mặt không kiếm không biết ở đâu thì em đi về nhà. Ủa sao đứng trước nhà em, tức là đi bắt không được xong đứng coi em đi đâu chơi đó. Cái nói là đi đâu, hỏi đi thăm ta hả, mà có chứ có đi đâu, người ta đi thăm bạn bè hay đi chơi gặp mấy thằng bạn thanh niên nó ngồi cà phê thôi, vậy mà cũng đi ghen đi kiếm gì kêu không thương, ghen ngược đó. Ghen ngược đó, vậy đó. Mà trong khi đó bồ á tới nhà hoài à, thì trong lúc em nói chuyện em tới nhà chơi á, cô bồ của thằng bồ cũ cũng tới, hai thằng đụng mặt luôn cũng chuyện bình thường. Vậy mà em không ghen, em đó mình là người tới sau, mình không có em không có ghen ngược lại, em mà chỉ cô này ghen ngược em thôi. Không có ghen nhưng mà đi bắt ghen, đi theo dõi em. Như vậy là cái chuyện tình cảm của hai bạn tới cái khi mà hai bạn là chính thức quen nhau, thì cái câu chuyện nó vẫn liên quan đến người yêu cũ đúng không? Đúng rồi. Là hai người vẫn còn người liên đới đến hai người kia vẫn không có buông. Bây giờ hỏi thẳng luôn nè, cái lúc mà hai bạn coi như là thân thiết với nhau, coi như là trao cho nhau đó, thì lúc đó là đã chính thức là chia tay người yêu cũ mình chưa? Nói chung là người yêu cũ không có chấp nhận. Chưa, tức là gì nè, bên đây á thì cái người yêu cũ bên đây là coi như đã bạn này giận rồi chia tay, tức là không chia tay thì cũng không hẳn là chia tay, nhưng mà giữ một cái khoảng cách để cho em gần như là ly hôn đó. Ly thân á, chứ không phải là ly hôn, ly thân á, đúng không? Rồi á là cô này là cũng ghen ngược với bên đây. Nhưng mà bên đây á thì cũng chưa có dứt điểm với bên, chưa có ly thân với bên kia. Nhưng mà tại vì á là bị ghen ngược cho nên phải chứng minh là không anh thương em này kia nọ rồi mới đi đến cái chuyện kia. Chuyện kia rồi là bây giờ bác sĩ mới biểu cưới. Mới cắt đứt hai cho nên luôn. Lúc đó bắt đầu mới cắt đứt để mà cưới nhau. Rồi cưới nhau về có con rồi thì cô này bắt đầu mới yêu anh này. Đó, nó là vậy đúng không? Nói chung á là tại vì em thấy anh cũng tội nghiệp. Đó là ảnh ví dụ như mỗi lần bạn trai cũ em tới cái ảnh cho tiếp chuyện, rồi cho đi chơi đi ăn đi uống, rồi cứ mỗi ví dụ như Tết đến vậy đó cho em đi qua nhà bên đó, rồi vậy như đi chơi này nọ này kia rồi đó, mà ảnh kia về ví dụ như cái gì ảnh buồn cái ảnh ngồi góc vậy thôi, hoặc là hỏi cái gì hay mét mẹ đó, mẹ coi vậy đó có được không này kia nọ, chứ không có nói gì vợ hay này kia nọ. Anh bao dung. Chỉ có là cái đi theo dõi em thì là bắt ghen rồi đụng mặt với nhau luôn. Bắt ghen có nghĩa là ông này ghen với bồ của em luôn. Không, đi theo dõi em. Bình thường thì buổi sáng lên nhà chơi nói gia đình là đi làm, nhưng mà thực chất ra không có làm, ghé nhà em chơi ở sáng tới chiều mới về, mà tới hôm nay xuống trưa về rồi. Về cho về, đạp xe đạp về nhà Bình Thạnh á. Rồi đi về. Cái đi về em xách xe Honda đi theo dõi. Mà em theo dõi em chạy ngược chiều không à. Tại vì nếu mà chạy thượng chiều tôi quay lại thấy liền, mà chạy cứ ngóc ngóc đằng sau quay lại không à. Em chạy bên đường bên kia kìa. Mà chạy suốt từ đó lên tới Phú Nhuận á. Tới đường Thích Văn Đức Phú Nhuận á, thì em thấy ra vừa tới là thấy bồ cũ đứng nói chuyện. Thì em nẹt ga nẹt bôn cái là quay lại thấy em hết hồn đạp xe bỏ chạy. Cái phản xạ. Cái phản xạ là em đạp, em cống đít em bỏ em chạy, rồi ông này em dí theo em, rồi bồ cũ dí theo ông này. Rồi ba người dí nhau em chạy loạn xạ, em không biết em chạy đâu, em chạy tùm lum. Chạy lộn lộn tới sân bay luôn. Nhưng mà có đụng nhau không? Không đụng. Không, em làm đâu, đã em chạy em né chắc anh mà. Anh kia anh phải vô lấy xe nữa, anh chậm một nhịp rồi. Bà này chạy trước, ông này ngược xe, ông kia ngược xe ông này. Em chỉ gần nè, em cho dám chạy trước lại đâu chạy đâu có lại. Không, em dí được theo em thôi. Dí được theo em là em kêu rồi thôi về đi, đừng có ở đây, em sợ là gì, em biết cái tính người bạn trai của em là
nóng. Là người nên... kia nóng hay người này dạ, nóng? Dạ, người kia nóng. Cái người này thì ngậm ngùi không mà, chứ không nói gì hết. Rồi có đụng có thì em kêu này về. Tại vì đạp hồi mệt á. Không có đụng, không ai đụng ai, chứ bữa đó đụng là mệt rồi. Đúng rồi, đụng là mệt rồi đó. Cho nên là chỉ có ông này đụng thôi, đụng em rồi mới kêu thôi đi đi về đi, để này kia nọ, cũng nghe lời đi về. Rồi bây giờ bạn trai cũ em đâu rồi? Dạ, mất rồi. Ảnh bị ung thư bao tử. Ồ vậy hả? Dạ. Bao nhiêu tuổi mà mất? Ảnh lớn hơn anh này 1 tuổi. Nhưng mà mất lâu rồi. Mất bao lâu rồi? Chắc cũng mười mấy năm rồi. Hồi lúc quen nhau là biết ảnh bị đau bụng hay đau bụng, cứ mỗi lần đau bụng em đi ra tiệm thuốc tây em mua thôi, chứ cũng không có nghĩ là bị gì. Đến khi mà sau khi mà chính thức em lấy chồng rồi đó, thì ảnh cũng buồn, rồi ảnh quen tùm lum la này kia nọ, cái nhậu, hồi nào em không biết nhậu, cái cũng nhậu. Rồi bắt đầu càng ngày nó càng hại, khi mà bắt đầu đau dữ dội quá thì đưa vô bác sĩ mới nói là giai đoạn cuối. Trời, tức là lúc đó là nhiêu tuổi? Dạ, năm đó ảnh mất là 31 tuổi. Mà quá trẻ. 31 đó. Mà lúc ảnh mất thì là lúc đó mới cưới được 6 năm. Dạ. Mà lúc 6 năm nay là cũng mười mấy năm rồi. Đó là thì nói chung ảnh mất thì hai vợ chồng đi làm chung, nào giờ hai chồng cái gì cũng chung hết. Từ nào giờ cứ việc gì cũng đều chung chung vậy đó. Thì trong cái lúc mà mất á, cái nhà ảnh báo vậy đó, cái chồng cũng được lắm, ổng kêu là thôi em bỏ đi đi, đi về đi, cường mất rồi. Cái đây em chạy xe về, mọi việc ở công ty thì ảnh tự lo, xin nghỉ làm gì làm. Là ảnh cho em đi qua bển để ở bên đó làm. Rồi ở bên đó em cũng muốn xin để tang này kia, tại hai người mối tình đầu mà cái bên gia đình đó nói thôi con có chồng rồi không có để tang gì được, ở sớm ta dị nghị. Rồi thôi chị ở phụ này kia, rồi cứ mỗi năm vậy đó thì anh cũng chở vợ đi tới nơi để mà mua bông cắm. Tại vì cho á ra mộ đó hả? Dạ ra mộ đó. Thì anh nói có thằng chồng nào khùng như tôi không, tự nhiên đưa tiền cho thằng vợ đi mua bông cắm cho thằng bồ cũ. Chị nói là ta chết rồi, mình đâu có quan tâm chứ. Mình đâu quan tâm cái gì nữa. Thì đó, cứ mỗi năm thì anh cũng chở vợ đi ra hoặc là những cái dịp mà hai mấy, 8, 9 Tết á, mộ á. Thì cứ chở vợ ra mộ. Rồi dỗ gì á, hàng năm cái anh cũng chở đi tới nhà để mua chiếc cây này kia rồi gỡ cái này đó. Là một cái việc rất là văn minh em. Rất hay. Thậm chí cái người bồ của em mất mà còn nói mà nói chứ thôi em gái sống hạnh phúc đi, anh thấy không ai bằng chồng em đâu. Nếu mà là anh cũng không có làm gì được. Mà chồng em gì là tốt rồi đó. Kiểu thôi, như là trường hợp nào mà bồ cũ lại nhậu với chồng. Thích mày lại ngồi chơi uống một vài hai ly vậy đó. Chuyện nó bình thường, tới nhà bình thường. Thích chở vợ đi cho xin cho chở vợ đi công chuyện như chứ. Nhờ vậy mà ông thay đổi cái suy nghĩ đó chứ. Hồi lúc đầu là không đồng ý cho bé này quen với anh này đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi mà sau không này là thay đổi cái suy nói nghĩ. Nói chung cả gia đình em cũng không ai thích cho em lấy ảnh hết. Nhưng mà anh giờ hai anh gì mà anh hai anh từ luôn á, anh nói nếu mà mẹ mà gả xương mà cho này là con cũng từ này kia nọ. Đó, cứ sợ là không lo được tương lai này kia rồi. Tại cái ảnh lúc đó ảnh nhìn ảnh nhoi lắm. Nói chung là còn lôi cho lóc chóc lắm, chưa có chững chạc. Giữa hai người một giờ một vật mà lớn hơn nhau có 1 tuổi mà anh kia thì chững chạc này kia nọ. Nhưng mà ảnh gia trưởng, còn anh này thì không chững chạc. Nhưng mà được cái là thí dụ như dễ dãi vậy đó. Nhưng mà bây giờ thì không, sao? Bao gia đình dung chứ không phải dễ dãi. Dạ. Bởi vì anh dễ này chịu cái tánh anh vậy anh mới làm từ thiện được. Đó, anh dễ chịu lắm sao không được hết á. Cứ ví dụ như mỗi lần bồ tới nó anh ở nhà em đi chơi với cậu chút nha. Ok đi. Rồi những cái ngày gì đó cái anh tặng là vẫn cho tặng, rồi nói chung đồ em đeo rồi cũng anh đó anh tặng vẫn cho đeo, hoặc là hình hai đứa chụp vẫn còn giữ. Anh cũng không có nói nhật ký gì anh đó viết vẫn cho để. Chứ không có phải bắt xé hay là bắt người kia nọ. Đâu có ảnh hưởng tới mình đâu. Có gì đâu. Bây giờ cô ấy đã là của mình rồi, vợ mình rồi, quan và trọng cái người đó cũng đã mất rồi, mình đâu có ghen làm gì, ghen với hồn người ta làm gì. Nói chung là anh cho em sống với quá khứ, không có phải bắt em là phải nhưng quên. Nhưng mà bây giờ là tình hình là gia đình như là rất là yêu quý anh này đúng không? Dạ. Bởi vì mới thấy tại vì làm rể tới 6 năm lận mà. Ảnh đi làm rể giống như là em đi làm dâu mà em không có làm dâu, rồi ảnh thay em làm dâu đó. Ảnh ở rể, ảnh giặt đồ cho nhà, rồi ảnh nấu cơm, nấu nước, ảnh đi chợ. Mới thấy vợ của anh Bin cũng quá hay. Sao chị? Vẫn chấp nhận cho anh Bin yêu Thúy Nga, chị Thúy Nga. Thúy Nga là chương trình Vợ Chồng Son bên Mỹ đó, là chị Nga đang làm ở bên Mỹ. Nga chị có hát xì không Thúy Nga? Mỗi lần quay Vợ Chồng Son là tôi biết chắc chắn là Thúy Nga bên Mỹ hát xì. Nhắc hoài luôn vậy đó. Mà cái câu chuyện không có Liên nó hay. Nó chấp nhận đúng không?
Đó. Rồi. Rồi giờ nói về cuộc sống hôn nhân đi. Đó. À, đến cái phần gọi là đại hội vạch mặt rồi đó. Dạ. Như vậy là bạn này chắc không có tật gì xấu đâu ha. Nãy giờ có. Nghe là khen không à. Có kìa, có, dạ, có. Có thấy khen không à, có thấy chê gì đâu. Đâu có khen đâu. Ờ à, bây giờ chê đúng không? Rồi à, bây giờ đâu, tật xấu như thế nào? Dạ, đó. Xấu nước đói. Xấu gì? Xấu nước đói, mỗi lần đói là phải ăn liền. À, tôi cũng vậy đó ông Cường. Ông mấy ơi, tôi cũng vậy đó. Ông ấy là ông gì? Đói nhiều nổi. Đói vô là cọc. Đói vô là mà ăn thì giống như nít vậy đó, cứ phải 4 tiếng là phải ăn, ăn giống đúng như nít mà cứ 4 tiếng là phải ăn, 4 tiếng là phải ăn, ăn lần không có nhiều mà cứ 4 tiếng là phải ăn. Như là rung tay không? Có rung tay. Rồi. Đói mà nhiều khi đó bực trong người, nó không rung tay mà nó bực trong người, nó bụng rủng. Không có sức chịu đựng. Rung tay mà vừa quạo luôn nữa. Đúng rồi, không có sức chịu đựng á. Đói không cho ăn là lá hồi đâm ra, ví dụ như mình chưa kịp hay kia ở cái lá hồi cứ quạo rồi. Tức là 21 năm là đều là vậy hay sống là mới đói đây thôi? Dạ, sống nước đói. Ừ. Bây giờ có cải thiện chút xíu nào không em? Dạ. Bây giờ có cải thiện chút xíu nào? Cũng vậy, cứ đói là ví dụ như hoặc là cái gì đang đói mà biểu mình biểu thì giờ nhịn xíu chút nữa lỡ rồi chút nữa ăn đi không thì kia nọ cứ lò bầu lỗ bẩu vậy đó. Hay cần mà anh ơi, giờ là anh đang đói ha, anh chưa đói. Bây giờ là chúng chưa có đói, tại sáng có ăn khác rồi. À, không sao ha, không sao, chưa quá. Rồi, xấu đói nè, rồi còn gì nữa không nè? Nóng tính. Nóng tính. Ủa hiền khô gì mà nóng tính cái gì? Nóng lắm á. Nóng khi nào đói thôi gì hay dạ sao? Dạ không, nói chung là những cái chuyện gì mà bất bình hay là chuyện như anh em trong nhóm mà ảnh hay binh này kia, những cái chuyện gì đó là cái đầu ảnh nóng, ảnh cũng hay là nghe phía này chứ. Chẳng hạn giống như là lúc trước là bên gia đình vậy đó. Ảnh không cần biết là vợ ảnh là có sai hay không, vậy ảnh thấy vợ đi làm về mà thấy vợ khóc một cái là cái quát là giống như ở nhà làm gì cho vợ khóc hay này kia vậy đó. Binh vợ bất chấp đó. Cứ hay binh rồi con rồi đi học này kia rồi cứ không hay binh vậy đó chứ không có chưa có kịp rồi để nghe như thế nào. Coi như là thương vợ thương con mù quáng. Nói chung là bất kể ai vậy chứ không phải là vợ con. Suy nghĩ không? Cho người khác. Chứ không suy nghĩ nóng gì cho mình. Đó, ảnh cứ hay nóng rồi ảnh binh bậy. Mà mỗi lần mà cọc với vợ thì sao? Không thấy được. Cái là ví dụ như buông lời làm tan nát trái tim vợ không? Không, được cái là ví dụ như vợ chồng em là ví dụ như có gây không có chửi. Không có mày tao mày tớ hay là đủ má đủ mẹ đồ giống như người khác vậy đó. Nói chung là không có dùng những cái lời 500 đó. Cũng bình thường, ví dụ như ảnh nóng cái em mà tật em nói nhiều. Em làm gì không vừa ý thì em bực em nhảy hoài. Em nhảy cái chừng nào ổng nóng cái ổng quát lên cái em im còn không thôi cái ổng nóng cái em quát cái ổng im. Cứ vậy đó chứ không có gây gỗ. Này như những gì mà em kể thì anh cũng đoán biết được là một cái người mà nói chung là có cái tâm rất thiện. Dạ. Thứ nhất là cái việc mà hành động mà chở vợ mình đi thăm viếng mộ của người yêu cũ nè, rồi tham gia những công tác thiện nguyện thì thực chất là đây cũng là một người đàn ông tốt. Còn cái tật gì nữa không? Đó chỉ có hai tật đó. Xấu đói với lại là nóng tính phải không? Nóng cho người khác. Đúng rồi, nóng mà bất chấp binh người binh bậy không rồi. Rồi giờ tới anh Hoàng Anh đó. Giờ tới em đó, em kể nói đi. Nói chung là vợ biết cái hoàn cảnh vợ ngày xưa dân Sài Gòn. À, ông già vợ là gốc Huế. Thì ở nhỏ lớn Sài Gòn thì nói chung là vẫn còn khờ lắm. Có cái tật á là cứ lầu bầu cứ nhai đi nhai lại một cái vấn đề mà nó hoài nói mà lèm bèm nói nhiều lèm bèm mà chịu nổi luôn à. Nói gì không ngồi bực nói mình nói cầm điện thoại ngồi chăm chú điện thoại là khỏi không để ý không muốn để ý luôn cứ nói hoài chịu gì nói cứ có một vấn đề cứ nói hoài đó có tật nhưng tật hay quên dặn hôm nay đi lên phường phải cầm cái này cầm này đi xong cái nửa đường quên là bực là phải quay đầu xe lại là nó mất thời gian mà nó đủ chuyện phải... là lúc đó là nóng đó là đúng rồi là bực lên lấy về quay qua quýnh mình không quýnh được bây giờ cái quay đầu về chửi thằng Tăng rồi chửi rồi thôi nha không có nhắc nữa nha không có nói nữa nha là cái tánh là nói một lần không có nói lần thứ hai đó là anh đúng dạ không? Đúng rồi chứ còn đây đụng mình mà quên là anh dừng quên là nói hoài luôn nó hoài luôn năm rưỡi mười thì luôn nhắc lại nó hoài luôn nó chịu nổi luôn còn là, gì nữa hình như đó là cái tật của mấy bà hay sao đúng rồi cũng tùy em như chị là không bao giờ có chuyện đó nha
thiệt, không có nói lại cái vấn chị đề chị làm biến nói lắm em. Chị nói thiệt với em á, làm gì là mình phải nói thôi chứ còn ở nhà ít khi nào chị nói lắm. Được, còn cái tật gì nữa không? Không, tật thì chỉ có như vậy thôi, còn mà một khi mà làm á là hay nói. Làm thì đừng có nói, còn làm xong á dùng thấy chỗ đó dơ hay gì quét á, xả hoài quét cũng làm mà cũng phải nói. Nó nói làm chi, nói một lần rồi cứ quét xong cái nhà là nói nửa tiếng đồng hồ. Đó là tại anh chứ. Nó hoài vậy đó. Nhưng mà ở nhà cái vụ chi tiêu á, có tính toán nó là có kỹ. Chi tiêu là bên này chi tiêu hết. Lãnh lương về là đâu đó nó có ba đêm hết. Tiền này của anh đi làm là nhiêu đó. Còn tiền này là về là để cái bao thư đó tự giữ. Là bà giữ. Nhưng mà có tính toán với cái mượn tiền. Có hay mượn tiền em không? Tính như không? Mượn tiền có hay mượn tiền em không? Mượn 500 trả 400 à. 400 đâu? Theo lẽ là phải trả 550 chứ. Không có cái chuyện đó, mượn toàn là trả thiếu không à. Vậy là em 100 đúng không? Vậy là em biển thủ rồi. Em biển thủ tiền mượn rồi. Không phải, tại vì em nghĩ rằng ông giữ tiền nhiều không được tốt. Rút lại phải không? Rút lại. Trong túi ông nhiều nhất là một tháng anh 500 ngàn anh xài đủ không? 500 ngàn hả? Trời ơi. Nói chung anh đi làm một tháng em chỉ phát lại 500 thôi. Trời để cho anh tự xử làm đủ xăng rồi ăn uống sao? Một ngày em hút thuốc hết 32 ngàn, một gói thuốc 32 ngàn. Em đi làm thì chỗ làm cho 50 ngàn tiền cơm. Bây giờ cái tiền cà phê nè, tiền hút thuốc nè, tiền ăn trưa nè, nó vô có nhiều đó trong 500 ngàn với 50 ngàn nữa. Một ngày 50 ngàn là 26 ngày thôi chị nhân. Thuốc lá là vậy là một tháng vậy là không, bây giờ dễ lắm. Dạ đúng rồi. Chị nói em nghe nè, bây giờ riêng cái vụ đó em ngồi mới tính với vợ em. Bây giờ em tính ra là một ngày đó là em hút một gói thuốc một giày, ly cà phê một giày ha, rồi ABCD em tính ra hết đi. Ví dụ như cái con số đó, bây giờ em được là bao nhiêu, 26 ngày là nó được 1.3 triệu yeah. với 500 là 1.8 triệu, đúng yeah. không? Bây giờ em ngồi em tính đi, nếu mà con số nó vượt khỏi 1.8 triệu thì bắt buộc em phải cho. Còn nếu không á thì là không, anh làm cách nào mà anh có đủ cái tiền anh tiêu, mà anh làm không đúng hoặc anh làm bậy là em ráng chịu. Đúng không? Con người ta phải có một cái nhu cầu cần và đủ để mà tồn tại. Còn nếu mà không là bắt buộc, gọi là sinh tồn á, sinh tồn là người ta phải tìm mọi cách để người ta bù vô. Tức là xây sở bằng cách nào? Xây sở không nhịn uống cà phê, hay hoặc là ăn cơm trưa rẻ một chút, hay hoặc là ăn cái món khác rẻ một chút. Tội, ví dụ như giờ được 50 ngàn, giờ ăn 2 tô mì gói đi, trưa 1 tô, tối 1 tô, ví dụ như là ăn tiết kiệm 10 ngàn. Ăn với ăn buổi trưa thôi, buổi sáng nhiều khi có ăn dư thì ăn, không ăn không dư. Thì đó, thấy tội không? Bởi vậy là em phải nói ra. 500. Em phải nói ra. Không, nói em biết nghe. Nhưng mà em đã nói rồi, kệ cái chuyện đủ kệ anh. Nói chung là em không biết thì giờ lương nhiêu đó thì em phải chi tiêu đủ thứ hết. Tại vì quán xuyến kinh tế là em mà. Còn cái mặt khác thiếu đủ thì anh không cần quan tâm. Đó, tại vì mà hai chồng em ở riêng phải thuê nhà. Thì đó, nhưng mà bây giờ trong cái chi tiêu nó sẽ bao gồm có những chi phí của chồng nữa. Tại vì á, lâu về dài đó, ví dụ giờ cứ tiết kiệm ha, buổi trưa ăn mì gói hoài á, là bệnh bao tử. Nhưng mà em biết thì ảnh sẽ không ăn mì gói đâu, ảnh sẽ có những cái thành viên của ảnh là mỗi ngày cứ hay ghé ảnh mua nỉ kia cho ảnh ăn lắm. Rồi nha, rồi đó, chị nói em canh nha, một ngày nào đó mà có một cô gái nào á mà lúc nào cũng lo về ăn uống cho ảnh nè, anh đừng có ăn gì nghe, anh phải ăn gì, anh phải là em mệt á. Chắc không có đâu ha, đúng không? Không có người, hết á. Người ta nghỉ dịch mấy tháng, 4 tháng người ta lên ký đây mất 3 ký. Tại vì không phải hoạt động với làm hoạt động việc đi tới lui, khiên giác đồ nữa. Thì từ lúc 4 tháng giờ hai chồng em cứ ngoài đường không, đâu có ở trong nhà. Cứ xông pha làm ngoài rồi, không mà. Thôi ngồi đây và mạnh khỏe như thế này và có thể chia sẻ những câu chuyện mà nó có ý nghĩa như vậy, đó là một cái may mắn cho chúng ta trong cái mùa dịch này rồi. Rồi bây giờ mong muốn nè. Rồi đó, hết rồi đó, mong muốn vợ sao? Nói chung là vợ bớt gọi là bớt nhai là thì được. Bớt nói nhiều phong. Dạ, nói lại. Chứ bây giờ giữa cái bớt nói với lại là cái mà cho đủ cái số tiền để xài thì em chọn cái nào? Bớt nhai đi. Số tiền thì được. Nói thôi chung là được. Anh tự anh tìm kiếm thôi, mình bớt nói lại cũng được, không sao đó. Ê, nó nghe nè, ví dụ như quay lại cái vụ mà bà mà giữ tiền hết á, rồi có khi nào lễ lộc ở đó rồi có bắt chồng phải tặng quà gợi ý không? Còn anh tiền đâu không có lễ nào mà sót. Mà tiền đâu mua quà ra? Hay tiền đó đâu cởi ảnh không biết. Tiền đâu phải đi dành.
Tiết kiệm lại, hoặc là mua món quà đó là phải tiết kiệm lại, dính lại đúng không? Hoặc là mình đi chạy xe thì mình kiếm thêm, chở khách thêm, mình có tiền thì mình hỗ trợ với cái vụ đó. Không tặng quà là tôi nhận, tôi không đúng biết. Tôi không biết mấy bà kia làm sao, chứ tôi á là hả, mà tôi sẽ né cái vụ đó, có nghĩa làm gì làm hả, chồng tôi tự nhiên tìm được ở đâu cái tiền nào mà về ấy là tôi sợ. À, thành ra là phải đâu đó mọi thứ chứ còn không á. Thời bữa này em ơi, chị nói em á hả, chị nói thiệt đó. Cái này em hiểu tính chồng em mà, cho nên mấy vụ đó thì em không nói vậy thôi chứ. Sinh nhật cũng phải có quà. Rồi 20 tháng 10 ngày phụ nữ. Phụ nữ. Ngày của mẹ nữa. Ngày của Tết rồi quà nữa, Tết Tây Tết ta nữa. Không, hai cái Tết là không có. Không, kỷ niệm ngày cưới. Như đó là quan trọng rồi, phải có. Thì đó, nói chung là năm nào cũng phải bắt buộc là có quà. Quà là phải có, còn tiền từ đâu để có quà là cái chuyện đó tôi không biết. À, đúng không? Không có biết. Rồi. Nhưng mà dù mà có tiền riêng á, thí dụ hôm nay về hôm nay anh con 1 triệu là ngắt. Không có chia 5 năm đâu nha. 64, mình có 400 thôi, bên đó 600. Mà tiền của người riêng của mình hoặc là người ta thưởng hay là mình kiếm thêm được hay gì ngắt lại. Chút nữa chúng ta ngủ cà phê nói chuyện thêm về vấn đề này. Tôi cũng đúng điều đó. Rồi còn em bị sao cắt. Em không? Bây giờ mình không khai á thì mình không có tôn trọng, mình khai mình nói ok. Khai là lấy liền. Khai là dính. Ừ vậy đó. Thương lắm đàn ông, thương lắm. Rồi em sao nè, em mong chồng em thay đổi cái gì nè? Thì nói chung là anh cũng không có gì để thay đổi hết á, anh chỉ có là cái xấu nước đói thôi. Rồi với lại nóng tính thôi, chứ còn em sống ảnh 21 năm chưa đánh em cái nào hết. Đó thì thương vợ thương con lắm, những bất kể bao nhiêu năm nay nhưng mà tụi em cũng giống như vợ chồng son vậy đó. Thậm chí mà Tết rồi mẹ em nói chúc ai hạnh phúc với tụi bay khỏi một chút đi, lúc nào cũng như là nít vậy đó. Vậy quá tuyệt vời. Vợ chồng thì lúc nào cũng giỡn, mặc dù con lớn nhưng mà lúc nào cũng như là trẻ vậy đó. Rồi đi đâu anh cũng đi ăn đi nhậu gì cũng đều dẫn vợ đi theo, bất cứ cái gì cũng đều chở vợ đi theo hết. Ôi vậy là hay, vậy là thôi chương trình lại tiếp tục, chúc tụi em sau đây sẽ là đám cưới vàng rồi đám cưới kim cương nữa. Chắc chắn sẽ có. Cái việc cải thiện cho cái chuyện mà coi như là xấu tính đói đó, em cứ đúng giờ cho ông ăn. Còn ví dụ như ổng đi làm không nhét vô cái túi ổng một cái bịch bánh cái gì đó. Bánh cái gì đó đúng đó, không em? Cứ tới đói bụng là cái lấy cái bánh cắn rút khó ra xong. Ăn anh. Không phải là khó mà dễ dở ngương á. Thôi mình nghĩ là sẽ khắc phục được, sẽ khắc phục được. Rồi, cứ vậy nha, hy vọng sẽ gặp lại tụi em ở một cái chương trình gọi là đám cưới vàng Tình trăm năm chẳng hạn của MCV luôn nha. Rồi cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Xin cảm ơn chị Hồng Vân và anh Quốc Thận rất nhiều. Xin chào em, anh cảm ơn chương trình. Xong rồi đi về luôn.